Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, hãy cùng My hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để chúng ta tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ được không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hít thở. Hôm nay My sẽ dành tặng cho mọi người nội dung thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với bạn. My chuẩn bị 3 viên đá để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận đâu là viên đá bạn yêu thích nhất, tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi, không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài yêu thích của mình, My sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với bạn. Tụ bài số 1, tụ số 2 và tụ số 3. Bây giờ chúng ta xác nhận lá bài đại diện chọn tụ của tụ bài số 1 là 4 gậy. Tụ 2 là thầy tu. Tụ số 3 là 4 ly. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 1 đây là viên đá chọn tụ của các bạn. Bạn nhận được một lá bài là 4 gậy, My để gần bạn cảm quan thấy lá bài này. Nó có cái cảm giác cho chúng ta giống như đang có một cái buổi tiệc đêm hoặc là hội họp, hội hè. Tuy không đông người nhưng mà bạn thấy treo đèn này. Và gần hơn nữa, bạn sẽ thấy đang có một cái cặp đôi họ khiêu vũ trên nóc nhà. Vậy thì tổng quan năng lượng của cái lá bài này cho chúng ta có một cái cảm giác gì đó nó vui vẻ, nó tưng bừng, đúng không ạ? Vậy thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với các bạn tụ bài số 1. Vì đây là trải bài chung, sẽ có nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau và vì vậy cái sự thay đổi, cái diễn biến thay đổi nó có thể sẽ khác nhau. Nhưng tất cả đều sẽ quay trở về và hướng đến năng lượng của lá bài đại diện chọn tụ này là cho chúng ta một cái cảm giác sẽ có một cái niềm vui gì đó. Sẽ có một cái bữa tiệc này, niềm vui, có một cái điều gì đó mà chúng ta có thể ăn mừng được, hân hoan tích cực được. Rồi trước mắt là vậy, bây giờ chúng ta sẽ lấy bài cho câu chuyện hiện rõ hơn. My sẽ kết nối năng lượng với tất cả các bạn tụ bài số 1. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với các bạn tụ bài số 1. Bạn nhận được lá bài là chim sơn ca. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với các bạn tụ bài số 1. My sẽ lấy ngẫu nhiên lá này nhé. Đam sêu à? Ái chà. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với các bạn tụ 1. Bạn có lá bài là nữ tu. Bạn có thêm một lá bài nữa là 4 ly. Nữ tu và 4 ly. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với các bạn tụ 1. 20. Lá bài 20 nó là judgment. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với các bạn tụ 1. 10 ly. 3 kiếm. 9 gậy chà. Bạn có 9 xu, 9 gậy. 5 kiếm. Tiếp tục bạn có nữ tu tiếp nữa. Mình sẽ hoán đổi một tí để hai nữ tu nó nằm gần nhau. Trước mắt My hơi băn khoăn về lá bài này. Lá bài này My cũng dịch luôn cho các bạn cái chữ đâm xeo. Nó kiểu giống như là
Không biết các bạn nghe các bạn có cảm thấy nó hơi ngạc nhiên hay không? Ai biết rồi thì thôi, còn ai chưa biết, đâm xe nó có nghĩa là trinh nữ đấy. Như thế này, giới tính nào cũng được nha. Tụi bà số 1, bạn giới tính nào không quan trọng đâu. Bạn bắt cái năng lượng ấy. Không biết các bạn có biết qua cái phim hoạt hình, phim hoạt họa đấy. Cô công chúa bị nhốt trong một cái tòa tháp ấy, và cô ấy không có biết thế giới bên ngoài. Mình bắt năng lượng đó cho cái lá bài là damsel này. Vậy thì hoàn cảnh của tụ bài số 1, ở một cái phương diện nào đó, ở một cái góc độ nào đó, mình có một cái cảm giác là bạn đang có một cái thế giới riêng của bạn. Bạn đang sống trong những cái sự an bài, sắp đặt của chính các bạn, hoặc là ngoại cảnh ấy, nó tác động và nó đẩy bạn đến một cái hoàn cảnh, một cái trạng thái mà bạn có cái phần tách biệt so với mọi người xung quanh. Tại vì cái người trinh nữ nha, mình vẫn sẽ dùng cái chữ đúng tên của cái lá bài này. Trinh nữ thường là đang chờ một cái người bạch mã hoàng tử nào đó đến để cứu rỗi, để cứu vớt cô ấy. Giống như cái nàng công chúa ở trong cái tòa tháp cũng vậy, đang chờ một cái chàng hoàng tử đến để cứu cô ấy thoát ra khỏi cái tòa tháp đó. Cô ấy nuôi tóc rất là dài, thả tóc xuống làm cái cầu thang để trèo xuống đấy. Mọi người có lẽ có biết cái họ đó. Nhưng mà một cái vấn đề nó được đặt ra ở đây rằng nè, tùy trinh nữ nhé, tùy công chúa, các bạn tụ bài số 1, bạn sẽ là ai trong một trong hai người mà My chuẩn bị gọi là tạc cái hình như sau. Sẽ có cái trinh nữ, vì đây mà lý do My sẽ nói vì sao My tạc hai cái tượng, hai cái hình để cho các bạn thấy. Ở đây bạn có thấy chữ light attribute không? Còn dưới này shadow attribute. Bất cứ cái gì cũng vậy, nó sẽ có hai mặt của một vấn đề đấy, kiểu vậy. Cái áo mình đang mặc có mặt trái và có mặt phải. Đấy, bàn tay của mình có mặt ngoài và có mặt trong. Vậy thì damsel cũng vậy, sẽ có hai phương diện. Một phương diện là mình là trinh nữ, là công chúa tuyệt vời. Vậy thì mình xứng đáng để mà ngồi lì ở đây để chờ một cái người hoàng tử thực sự là đẹp trai, là giàu có, là dũng mãnh để tới cứu rỗi mình đi. Hoặc là trong thời gian mình chưa tìm cách để thoát ra khỏi được cái tòa lâu đài này, mình giống như đang bị giam lỏng ấy. Vậy thì cái người trinh nữ, cái người công chúa đó, bạn cứ bắt cái năng lượng này là chính các bạn tụ bài số 1 nha. Rồi hãy nhớ rằng không quan trọng giới tính. Trong thời gian mình tìm được cái cách để mà mình thoát khỏi cái tù ngục lỏng này, bạn sẽ thấy rằng là bên tay phải sát với lá bài damsel sẽ có một cái lá bài là High Priestess, là nữ tu. Và bên dưới mình cũng để ngay luôn một cái lá bài nữ tu của một bộ bài khác. Thành ra là nó sẽ cộng hưởng cái năng lượng khá mạnh. Vậy thì trong khoảng thời gian chờ đợi, cái người trinh nữ này đã đặt mình vào trong một cái hoàn cảnh có rất chi là nhiều thời gian để mà chiêm nghiệm lại, tìm hiểu lại mọi thứ và đặt ra được những cái ước mơ, những cái mục tiêu. Bạn hình dung ước mơ này, mục tiêu này, mình cần sẽ phải làm gì, mình sẽ ra sao. Vì mình có quá nhiều thời gian ở đây, mình sẽ quay trở về cái thế giới bên trong của mình. Mình sẽ quay trở về xem mình là ai, mình vốn dĩ mình có những cái điều tuyệt vời gì, mình là người như thế nào. Và hiện tại bây giờ gọi là từng mỗi một cái mạch máu và tế bào của mình á, nó đang luân chuyển và nó đang muốn truyền tải cho mình một cái khao khát gì đây. Các bạn tụ bài số 1 bây giờ đã cảm nhận mình đang tả một cái cô damsel light attribute và một cái cô damsel shadow attribute rồi, đúng không ạ? Sáng và tối, trắng và đen. Vậy thì bạn là cô gái nào, cô damsel nào đây? Bạn có quyền lựa chọn. Có thể bạn sẽ là cái cô shadow, cái cô mà damsel màu đen này này. Nhưng mà bạn được quyền hoàn toàn, đó là quyết định của chính các bạn tụ bài số 1. Bạn chuyển đi, bạn chuyển, tại vì tất cả nó chỉ nằm là trong suy nghĩ mà thôi. Bạn chuyển thành cái cô damsel màu trắng này, light, ánh sáng này này. Thay vì mình nghĩ rằng là mình yếu thế và mình chỉ có ngồi đây mình thụ động và mình chờ ai đó đến cứu rỗi cuộc đời của mình, không ai cứu hết, thì mình sẽ mình xin phép dùng cái chữ đúng nghĩa là mình hơi rụt xương ở trong cái tòa lâu đài. Còn thay vì là như vậy, mình tìm một cái cách nào đó vì mình đang ngồi rảnh. Vậy thì áp vào trong cái đời sống thật ngoài đời của tụ bài số 1, bạn vẫn sẽ chưa nhìn thấy được cái thông điệp mà mình nói thay đổi, gọi là vượt ngoài mong đợi, nó đang diễn ra. Nhưng mà với cái câu chuyện My chia sẻ, bạn đã hình dung cái thay đổi vượt ngoài mong đợi đang sắp xảy đến rồi, đúng không ạ? Cái cô damsel này đang sắp sửa thoát khỏi cái tòa lâu đài rồi, tìm thấy được sự tự do, chuẩn bị bên tay trái có một cái lá bài là con chim sơn ca này. Và trong lá bài đại diện chọn tụ, phải hay không, bạn nhìn này.
có hai chú chim nữa đây này, nó giống nhau đấy bạn à, hai chú chim này này. Thành ra là rồi thì các bạn tụi bà số 1 sẽ chờ đợi đi, một lát nữa mình sẽ chia sẻ ngay thôi để bạn thấy nó diễn biến xảy ra như thế nào nó mới quan trọng. Còn mi cầm cái lá bài đại diện chọn tụ, mi đã trả lời ngay với các bạn rồi. À, thay đổi chuẩn bị vượt ngoài mong đợi xảy đến là bạn sẽ được vui vẻ, bạn sẽ được tưng bừng, bạn sẽ được đi dự tiệc hết. Đấy, thành ra là bạn sẽ thấy rằng là rốt cuộc cuối cùng rồi thì con chim ở bên này này nó sẽ hát mừng cho cái chiến thắng và tự do của bạn, để tránh các bạn nôn. À, vậy thì cái diễn biến nó mới quan trọng. Vậy bây giờ nhé, bạn phải chiêm nghiệm lại tất cả mọi điều đi. Đúng là hiện tại bây giờ bạn sống rất chi là thoải mái, một mình bạn một tòa lâu đài, một mình bạn đâu có ai phiền nhiễu bạn đâu, mà vốn dĩ bạn cũng đã là công chúa nữa. Thành ra về cái mặt mà vật chất hay ăn uống mọi thứ, mi cảm giác được rằng là các bạn tụ bà số 1 tương ứng như là cái cô đâm xeo này này, không có lo, bạn tận hưởng được cuộc sống do chính mình tạo ra về mặt vật chất luôn, nói chung về mặt tận hưởng cũng nói chung, nam nữ gì cũng đều sống rất chi là thoải mái cả. À đấy, vậy thì quan trọng ở một chỗ là như thế này, miễn là bạn vui với điều đó, miễn là bạn là hài lòng và bạn chấp nhận với điều đó thì thôi, thì nó sẽ là như vậy đấy. Nhưng mà bạn sẽ đặt một câu hỏi lớn cho bản thân của mình là bạn có đang hài lòng với hoàn cảnh hiện tại hay là không. Nếu câu trả lời là không, chắc chắn bạn sẽ là cái người đâm xeo này và chủ động, vì bạn đã đi qua năng lượng của hai cái lá bài nữ tu này, bạn đã đặt ra mục tiêu khát khao này, hy vọng, ước mơ, giấc mơ, mong ước, nguyện ước của mình mà, để bạn có thể thoát ra khỏi cái tòa lâu đài đó. Và vì vậy nó đi theo sau là một cái lá bài Four of Cups. Bạn sẽ thấy đây này, chính các bạn tụ bài số 1 đang ngồi không thiếu gì cả. Bạn thấy có ba ly nước đó thẳng thớm lắm. Bạn ngồi khung cảnh xung quanh nó cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng mà nó vẫn nuôi dưỡng một cái khao khát nào đó trong trái tim của các bạn tụ bài số 1. Dù bạn đang ở hoàn cảnh nào và bạn đang mong cầu một câu trả lời cho cái phương diện nào của cuộc sống, công việc hay tình cảm gì đi chăng nữa, thì luôn luôn có cái lối thoát cho các bạn tụ bài số 1. Chẳng qua là bây giờ bạn đang ngồi thôi, bạn đang bị thụ động á, ý mới là vậy. Thành ra là bạn chỉ cần thay đổi chủ động hơn một chút xíu, bạn làm khác đi tất cả những gì từ trước đến giờ bạn làm, là bạn sẽ có ngay cái sự thay đổi liền. Nhưng mà như thế này, mình lại có một cái cảm giác, vì lá bài 4 ly nó nằm trên cái lá bài này này. Mình cầm lên để cho bạn nhìn. Lá bài này nó có một cái gì đó nó hơi không thoải mái đúng không? Người này sao nằm như thế này? Người này là bị trói rồi. Còn ông này thì ông ôm ba cái thanh kiếm, ông bỏ đi mất tiêu. Thành ra là cái lá bài này cho mình có một cái cảm giác, nó là một cái nội tâm của tụ bài số 1. Thực sự ra bây giờ nhá, vẫn quay trở lại cái lá bài là đâm xeo. Mình dùng cái chữ đâm xeo tại mình dùng chữ tiếng Việt mới thấy nó hơi nhột nhột. Tại sợ nam đó, các anh nam á, hay là các bạn nam nghe thì đôi khi hơi nhạy cảm khi mình nói tiếng Việt. Thành ra là mình sẽ giữ cái chữ là đâm xeo. Cái lá bài này cho mình thấy là cái nội tâm của các bạn tụ bài số 1, nội tâm của cái người đâm xeo này nè. Bây giờ người ấy không biết nên chọn light attribute hay là shadow attribute. Không biết là mình nên chủ động vượt rào, giống như lá bài này mi đã khơi gợi cái năng lượng cho các bạn, hay là mình sẽ là shadow attribute và mình cứ gọi là thụ động, mòn mỏi, chờ đợi. Nếu như lối thoát hay là một vị cứu tinh hay là một vị quý nhân nào đến thì mình sẽ đổi đời, còn nếu mà không ai tới thì đời mình không đổi. Đó, thành ra là nó có nhiều những cái lúc các bạn tụ bài số 1 trong cuộc sống thực tại ngoài đời của bạn, bạn có những cái đấu tranh, bạn có những cái không phân biệt là nên trắng hay là nên đen trong cái suy nghĩ của bạn, cho nên nó đẩy cái cảm xúc và cái năng lượng của các bạn tụ bài số 1 nó đến cái trường năng lượng nó hơi bị hỗn loạn một chút xíu. Nó hơi hỗn loạn. Mà nếu như bạn càng suy nghĩ thêm thì với trường năng lượng này, mới có một cái cảm giác là nó sẽ khiến các bạn cái kiểu giống như là bạn không có thoát được. Bạn càng nghĩ nó càng rối, ý mới là vậy. Thành ra là bạn tạm ngừng, đừng có suy nghĩ gì hết tụ bài số 1. Mà đừng cái suy nghĩ, có nghĩa là bạn khi đã xác nhận trắng là trắng mà đen là đen, dừng, kết thúc, ý mới là như vậy đấy. Chứ không phải là trắng hay đen, mình nên chờ hay mình nên chủ động, bị động hay chủ động, bị động hay chủ động. Đấy, đừng có suy nghĩ kiểu đó, vì nó sẽ dẫn bạn đến cái lá bài này.
Nó cứ có một cái cảm giác gì đó nó không có hoàn toàn thoải mái trong lá bài này. Một khi bạn đã xác nhận bạn muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại là bạn phải tìm cách thoát, ý mình là như vậy. Còn bạn đã khác xác định không là không, ngồi không. Đấy. Và khi bạn xác định bạn sẽ thoát khỏi cái hoàn cảnh hiện tại và bạn làm khác đi để bạn tạo một cái sự thay đổi mới trong cuộc sống của mình nói chung, bạn sẽ thấy nó nằm lá bài đâm xem nó nằm ngay trên một cái lá bài chính gậy. Đây là các bạn tụ bài số 1. Một lần nữa, đây là cái căn nhà mà bạn đã thoát ra khỏi rồi. Bạn đã đủ hoàn toàn cái gọi là cái bản lĩnh của các bạn đấy. Vì bạn hình như, dung như đây này. Đây là một cô bé phải không, đang ôm cái con búp bê trong tay này. Đấy, thành ra còn cái lá bài này cho bạn cảm thấy rằng là một cái người yếu đuối như thế này, nhỏ nhắn như thế này mà dám vượt qua cái tường lửa của 7 cái đầu lâu, 9 cái đầu lâu như thế này thì hỏi rằng là cái nghị lực, cái quyết tâm, cái dũng khí nó lớn đến cỡ nào. Thành ra là chỉ có một cái tòa lâu đài thì xá xăm gì với tụ bài số 1, bạn sẽ vượt qua được hết nếu như bạn muốn. Mi sẽ lại quay trở lại cái câu chuyện của đâm xeo nha. Bạn cứ tưởng tượng cái mạch cái câu chuyện này và bạn chắt lọc cái nội dung chính đó và bạn áp vào trong cái thực tế ngoài đời của các bạn. Khi mà một người họ đã ở một cái ốc đảo riêng đó, nó quá lâu rồi, giống như là các bạn tụ bài số 1 ấy, bạn đang có những cái vấn đề của cá nhân một mình các bạn trong một cái khoảng thời gian quá lâu và cuối cùng bạn quyết định định á, là bạn sẽ phá vỡ tất cả và bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ làm khác đi, bạn sẽ vượt ra khỏi cái vùng an toàn của mình, bạn sẽ leo ra khỏi cái lâu tòa lâu đài này. Thì để mà tiếp cận lại với thế giới lâu đài thì cái người đam sale này này họ họ có những cái nỗi lo chứ. Họ có những cái nỗi lo vì họ không quen tiếp xúc với con người, họ không quen va chạm với con người. Và vì vậy, hoặc là họ sẽ có những lúc họ tin tin quá, hoặc là những cái lúc họ sẽ có cái xu hướng là thủ thế quá đi vì họ sợ cái sự phản bội. Thì các bạn tụ bài số 1 hãy lưu ý cái điểm này, nó có thể sẽ xuất hiện cái trường năng lượng này trong tâm lý của các bạn khi mà bạn tự phá vỡ cái trạng thái cũ hoặc là hiện tại của các bạn để mà bạn chủ động mà bạn chủ động để bạn vượt rào đấy, bạn phá vỡ cái vùng an toàn và bạn tiếp cận lại với người khác. Thì không khéo, tại vì nó có một cái lá bài này nằm kế bên, mà lá bài mới đã bảo rằng không sớm thì một bạn đã quá đủ dũng khí, bạn vượt qua cái hàng rào và ra bên ngoài rồi thì sẽ có nhiều những cái trường năng lượng nó khiến các bạn tự làm tổn thương mình. Đấy, giống như cái người ở trong cái cô cái người vợ ở trong cái lá bài này. Cẩn thận khi mà người vợ này vì quá tin tưởng cái người chồng. Bộ bài cái lá bài này nói về cái câu chuyện ở Nhật Bản đấy. Thành ra là bảo chồng hãy để cho cô ấy có cái không gian riêng, nhưng mà rồi người chồng không có tin. Thì người chồng mới rình này các kiểu, thì cuối cùng phát hiện ra chẳng qua là cái cô vợ này chỉ đang tự làm hại bản thân để bảo vệ lấy người chồng mà thôi. Đấy, kiểu vậy. Thành ra là nó có một cái vấn đề liên quan đến cái niềm tin, cái lòng tin ở đây đối với các bạn tụ bài số 1 khi bạn tiếp xúc, bạn kết nối lại với người khác. Cái niềm tin và cái sự phản bội đấy, thật là bạn để ý, bạn cẩn thận ha, hai cái từ mà My vừa mới 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 gợi ý ra cho các bạn. Và vì như thế này, mới có một cái cảm giác khi mà bạn xử lý xong cái vấn đề đó, thì khi mà bạn đã thoát ra khỏi cái tòa đâm xe, đã thoát ra khỏi cái tòa tháp, cái tòa lâu đài rồi, thì thực sự ra là một cái bước thay đổi quá lớn đối với cái người đâm xe này đó, thực sự quá lớn luôn. Từ trước đến giờ chỉ có một thân một mình, đúng là sống đầy đủ, sung túc, thoải mái thật đấy, nhưng mà sẽ như vậy mãi mãi cô đơn cho đến tận cuối đời. Còn khi mà đã chủ động chọn like attribute và thoát ra bên ngoài gặp gỡ người khác thì sẽ có cái sự tương tác, sẽ có cái sự kết nối. Vậy thì bây giờ mới mới áp vào trong cái đời sống thật của tụ bài số 1. Nếu như là công việc, bạn đã bắt đầu bạn tương tác, bạn kết nối với người khác rồi thì như thế này đây. Lá bài này không còn một mình các bạn nữa mà bạn sẽ khiêu vũ cùng với người khác. Khiêu vũ cùng với người khác. Và bắt đầu đó là cái tiền đề, đó là cái cơ sở để bạn có thể tạo dựng một cái nền tảng công việc nó chắc chắn, nó có cái cơ sở chắc chắn vững chắc cho các bạn. Và vì vậy mình có một cái cảm giác là bạn sẽ có một cái bước thay đổi ngoạn mục luôn, chứ không phải là vượt mong đợi như cái chủ đề ngày hôm nay nữa, một cái sự thay đổi ngoạn mục luôn đấy.
bạn sẽ quay trở lại đúng, có nghĩa rằng là cái giá trị vốn có của các bạn và cái vẻ đẹp về năng lực của các bạn ấy, bây giờ nó đã được lan tỏa, người ta biết đến bạn. Ngày xưa bạn ở trong cái tòa lâu đài này thì ai biết đâu, bạn đâu chỉ nghe đồn thôi, à, kiểu nghe đồn, bây giờ người ta tiếp cận, tiếp xúc được với bạn. Thì mình có một cái cảm giác vì ở đây này, nó có cái lá bài là 10 ly. Bạn thấy không? Đây nè, kiểu giống như khi bạn bước ra ngoài, bạn đã tạo dựng được một cái giá trị riêng của bạn rồi, thì những người khác, người ta phải ngưỡng nhìn bạn và người ta muốn tiếp cận để người ta có thể chia sẻ sang sớt cái năng lượng và cái niềm hạnh phúc này với bạn luôn. Bạn thấy nó khác biệt hoàn toàn không? Đây, từ một cô trinh nữ, bây giờ mình dùng đúng cái nghĩa ha, hay là chàng trinh nam đi, kiểu vậy, nghe thấy gợ sợ ha. Nhưng mà damsel đấy, một thân một mình lủi tha lủi thủi trong tòa lâu đài mà đã chuyển một bước ra bên ngoài và bắt đầu xây dựng được cái gia đình hạnh phúc và có người nối dõi tông đường và được sự chúc phúc của ở dưới biển là cái gì quên rồi, Long Vương hả, à đã nhận được cái sự chúc phúc của Long Vương và cả những cái nàng tiên cá khác xung quanh nữa. Bạn có phải bạn để ánh sáng rực rỡ luôn, ánh sáng rực rỡ luôn nè, trong một cái tòa nhà, đây là một cái mái vòm của tòa nhà đấy. Cái trang phục này là không phải là trang phục của thường dân nữa. Thì đây có phải là một cái bước thay đổi nó ngoạn mục hay không? Vốn dĩ, bây giờ mình nói vốn dĩ, các bạn tụ bài số 1 ấy, cuộc sống hiện tại của các bạn nó đã không có thiếu thốn mà. Nhưng mà nó có thiếu sót một chút xíu chứ không có thiếu thốn. Nó hơi thiếu sót một chút xíu, một cái cảm xúc gì đó, một cái sự chia sẻ, một cái và nó đã tạo nên một cái không gian nó hơi đơn độc, nó hơi quạnh vắng cho các bạn tụ bài số 1. Dù là công việc hay chuyện tình cảm gì đi chăng nữa. Vậy thì ở đây, mặc dù chủ đề là cái thay đổi nào đang sắp diễn ra, đang sắp xảy đến ấy, nhưng mà ở đây mới có một cái cảm giác là không phải tự nhiên mà nó xảy đến, mà nó đòi hỏi cái sự chủ động của các bạn thuộc bài số 1. Với cái trường năng lượng này, bạn muốn thì sẽ có thay đổi xảy ra, bạn chủ động thì sẽ có thay đổi xảy ra. Đấy, còn nếu không bạn cứ tiếp tục cái cuộc sống hiện tại của các bạn. Bởi vì như mình thấy đây, bạn không có quá phiền hà về cuộc sống hiện tại của bạn, đấy mới lại là vấn đề. Nhưng nếu như mà bạn chủ động tạo sự thay đổi thì bạn thậm chí còn hài lòng hơn, còn thỏa mãn, còn đủ đầy hơn và vui vẻ hơn và tưng bừng vững chắc hơn dù là công việc. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 2. Đây là viên đá chọn tụ của các bạn. Bạn nhận được một lá bài là thầy tu, mới để gần cho bạn cảm quan. Hình như là cô gái này đang học cái gì đó, muốn học một cái điều gì đó từ chú Cú. À, Cú lúc nào cũng đại diện cho một cái năng lượng rất chi là thông thái đấy, đang giảng bài cho cái cô gái này. Thì cái năng lượng này cho mình có một cái cảm giác cái gì đó liên quan đến cái sự học hỏi, chia sẻ đây này. Tuy nhiên mình sẽ chưa nói vội, mình sẽ tạm để lá bài đại diện chọn tụ ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau, tụ bài số 2, để xem rằng là sự thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với tụ bài số 2. À, con hươu hả? Lá bài này rất là đẹp nha. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với tụ bài số 2. Ok, cho mình lấy lại nhé. Lá đã để mình tự viết vào đấy. Nhớ mình lấy ra rồi. Companion. Lá bài đẹp quá, cái màu đẹp. Bạn nhận được một lá bài tử thần. Thay đổi vượt ngoài mong đợi. Ô, cũng lá bài này, vị trí này, tụ bài số 1 có lá bài 4 ly đó đấy. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với tụ 2. 19 là mặt trời. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với tụ 2. Bạn có 2 ly, 3 ly, á chà. Và hangman là người treo. Ôi sao mình để mấy cái lá bài.
thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với các bạn. Tụ 2. Nữ hoàng gậy. Hiệp sĩ xu. Và bạn có nữ hoàng ly. Ôi, mấy cái lá bài đẹp quá. Như này nhá. Đúng nghĩa là cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là thay đổi vượt ngoài mong đợi nào xảy đến. Ví dụ như này nè, tụ bài số 1 ấy, nó có thay đổi hay là không ấy, là do các bạn ấy, tụ bài số 1 phải chủ động tạo ra cái sự thay đổi. Còn như mới thấy trải bài năng lượng của tụ bài số 2 này, bạn ấy, bạn đang đối diện, bạn đang đứng trước một cái trường năng lượng, bạn đang đứng trước một cái cánh cửa, một cái thềm của cái sự thay đổi, biến chuyển, một cái sự biến hóa. Mình dùng cái chữ biến hóa đôi khi bạn cảm thấy nó hơi mông lung, là nó có một cái sự thay đổi lớn đang sắp xảy đến, diễn ra trong cuộc sống hiện tại của các bạn tụ bài số 2. Đấy, trước mắt là như vậy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái lá bài này. Đây là một cái lá bài companion, là gọi là bạn hữu đấy, bè bạn hay là cái người họ đồng hành với mình, companion. Như bạn cảm nhận cái hình ở trong lá bài này cũng vậy, ở đây có hai người họ đang hòa ái với nhau, đúng không? Tuy nhiên như thế này, có lẽ là các bạn tụ bài số 2, bạn đã trải nghiệm rất nhiều trong cái cuộc sống này. Đôi khi có những người mà mình tưởng là bạn, nhưng rốt cuộc rồi thì hóa ra là lại giống như là đá đít sau lưng mình, kiểu vậy ha. Thành ra cái lá bài này này, nó có một cái light attribute và shadow attribute, là góc sáng và cái góc tối của một người bạn, một người đồng hành chung với mình. Thành ra là trải bài tụ bài số 2, mình có một cái cảm giác đây là năng lượng nói về những cái mối quan hệ trong đời sống của các bạn, bao gồm cũng có thể sẽ là công việc. Công việc thì là đồng nghiệp của mình đã trở mặt hay như nào đấy, hoặc là trung thành với mình, hay là hỗ trợ mình trong chuyện tình yêu, tình cảm thì dễ để mà biết rồi, hoặc là bạn bè với nhau ở ngoài xã hội cũng vậy nữa. Vậy thì với cái lá bài này, mình cảm nhận được rằng là các bạn tụ bài số 2, bạn đã từng trong quá khứ hoặc chỉ vừa mới dạo gần đây, bạn đã nếm trải dư vị của sự phản bội. Và nó khiến phản bội đây có nghĩa là, mình dùng cái chữ phản bội mô tả nói chung nhé, có nghĩa rằng là người ta có những cái hành vi và những cái thái độ nó không đúng đắn với các bạn tụ bài số 2, và nó khiến cái trái tim của các bạn chắc chắn rồi, nó tan vỡ. Họ vì đâu là cái lợi ích gì đó, tư lợi của họ, hoặc là vì một cái sự ích kỷ nào đó mà tự nhiên họ đã làm, họ đã gây nên cái sự tổn hại đến các bạn tụ bài số 2. Mà mình có một cái cảm giác cũng có thể, vì đây là trải bài chung, thành ra là lý do mà mình kêu là quá khứ hoặc là nó vừa mới xảy ra đây thôi. Và như này, nó đã hoặc là đang khiến cho các bạn tụ bài số 2 đặt ra một cái câu hỏi lớn rằng liệu mình phải nên làm gì, mình có thể làm gì đây. Nó không phải là cái kiểu giống như là bạn bị bế tắc đâu, mà bạn đang nghĩ, bạn đang muốn tìm ra một cái cách tốt nhất và phù hợp nhất để đối diện với cái mối quan hệ, hoặc là kết nối này, sự việc này, hoặc là bạn có thể xử lý, bạn có thể giải quyết như thế nào đây. Vậy thì bạn còn nhớ hay không, mình vào trong cái chủ đề tụ bài số 2, mình đã nói ngay bạn chuẩn bị đối diện với một cái sự thay đổi lớn mà. Vì vậy cái lá bài companion nó mới nằm ngay sát rạc kế bên luôn, là một cái lá bài tử thần. Tử thần thể hiện cho một cái sự kết thúc. Đây có thể sẽ là kết thúc cái mối quan hệ, hoặc là kết thúc cái kết nối này, hoặc là bạn sẽ kết thúc cái vị thế của bạn, cái vai trò và cái vị trí của bạn, nơi mà bạn để cho người khác, họ gọi là họ vì cái tư lợi riêng và cái ích kỷ riêng của họ ấy, mà đã tổn hại lên các bạn rồi, các bạn lật kèo ấy. Mình có cái chữ như vậy đó. Thành ra cái năng lượng death, cái tử thần này, vì đây là trải bài chung, nó mình sẽ tả như vậy để cho bạn thấy được là câu chuyện nào là của các bạn, và bạn áp vào trong cái đời sống thật của mình nhé, để bạn có được cái câu trả lời riêng cho mình. Mình mong là như vậy. Rồi, vậy thì hoặc là bạn kết thúc, hoặc là bạn lật kèo đấy. Vậy thì như này, mình có một cái cảm giác, mặc dù mới thấy
cái mạch của câu chuyện là nó như vậy, nhưng bạn quay lại, bạn lui lại vài phút trước, mình có nói là mình có cái cảm giác bây giờ bạn đang đi tìm một cái cách, bạn chưa biết là sẽ phải hành xử quyết định như thế nào. Mà My lại có một cái cảm giác nếu như mà bạn án binh bất động ấy, nó càng lâu bao nhiêu nó sẽ khiến các bạn tổn hại thêm nữa đấy. Thành ra là khi mà mình nhìn cái năng lượng của trải bài này, mình cũng cảm thấy có một cái phần nó nhức nhối đó. Vì sao như này? Bạn thấy cái lá bài Companion nó nằm ngay trên một cái lá bài này. Mình để cho bạn xem nhé. Mình lật lại đi để bạn nhìn thấy. À, bạn đấy, bạn giống như là người ngoài nhìn vào trong lá bài này, thấy một cái người là đang nằm, đúng không? Có nghĩa là bạn đang tự soi lấy mình này. Các bạn tụ bài số 2, bạn đang nằm. Mình có cái cảm giác bạn nằm rất là an lạc, đúng không? Người ngoài nhìn vào thấy cái hoàn cảnh, thấy cái hiện tại của các bạn, cái tình huống của các bạn tụ bài số 2 ấy, nó thoải mái lắm. Nhưng thực sự ra bạn nhìn lại này, hoa hồng nó trang trí cho đẹp thôi, nhưng hoa hồng thì đầy gai đấy. Bạn có thể nhúc nhích được hay không? Bạn chỉ có chọn cái cách là án binh bất động. Vì bạn không thể nhúc nhích, bạn nhúc nhích là nó sẽ toi ngay. Đấy, cho nên rằng là người ngoài nhìn gì nói gì nó không có quan trọng. Bạn là người ở trong cuộc, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để cứu thoát bản thân của mình đi. Vậy làm gì để cứu thoát mình giống năng lượng lên. Bạn có thấy bên tay phải là lá bài tử thần, bên tay trái là lá bài con hươu này. Bạn thấy nó đẹp dễ sợ chưa? Đẹp ở chỗ hai cái sừng của nó này, nó thể hiện cái sự uy nghi cực kỳ. Và lá bài này nó mang cái số là 58, thành ra là mình có một cái cảm giác cái quá trình mà phải trải qua nhiều cái sự việc và đang trong một cái giai đoạn nó cũng có phần hơi chịu đựng đấy, và đang tìm một cái cách đấy. Tụ bài số 2 bạn đã chịu, nói chung là bạn đã lọt ở trong cái sự việc này, bạn đang bị mắc kẹt trong sự việc này một cái khoảng thời gian lâu rồi đấy. Vậy thì khi mà lâu rồi, bạn cảm nhận cái lá bài này tổng quan hết đi, để gần này. Bạn có thấy con hươu này, cái gương mặt của nó lạnh tanh luôn, không hề cảm xúc, phải cực kỳ lạnh như vậy đấy, giữ một cái đầu lạnh đấy. Và thông điệp ở bên dưới này nè, take the lead, chủ động, bạn phải nắm lại cái thế chủ động, bạn phải xoay chiều tình huống. Có nghĩa là như lúc nãy mới nói đó, hoặc là bạn kết thúc đi, bạn chấm dứt đi, hoặc là bạn lật kèo ấy. Xoay chuyển tình huống là vậy, là lật kèo đi, là kết thúc mọi chuyện và chuyển sang một cái trạng thái mới đấy. Vậy thì ở đây nó có cái năng lượng là 50% bạn phải take the lead, là bạn chủ động lật kèo và kết thúc như mình nói. 50% còn lại thì bằng một cách nào đó mình có một cái cảm giác trước hay sau, sớm hay muộn, bạn muốn hay không muốn thì nó đã và đang và sẽ xảy ra cái năng lượng của cái trường của cái lá bài tử thần, sự thay đổi này thôi. À, mình nói như vậy để các bạn tụ bài số 2 hiểu một cái điều là nó phải có cái sự chủ động hơn, nó xuất phát, nó khởi từ cái tâm, từ cái ý của mình, thay là mình chỉ có phó mặc tất cả cho cái số phận. À, tại vì nó hiện ở đây này, bên phải là tử thần, là kết thúc, năng lượng của vũ trụ, bên trái lại là take the lead, nắm cái thế chủ động, lại là quyền của con người rồi chứ không phải là vũ trụ. Cho nên phải cộng hưởng 50% và 50% kết hợp, tổng hợp lại để nó tạo ra cái sự thay đổi mà vượt ngoài mong đợi của tụ bài số 2. Đấy, vậy thì như cái trường năng lượng này, mình thấy có thể rằng là các bạn tụ bài số 2 đấy, bạn chờ đợi cái sự thay đổi này đã được một thời gian rồi. Và bạn đã, người ngoài nhìn vào như thế nào không biết, và bạn thì là người trong cuộc, bạn đã chịu trận một khoảng thời gian rồi. Nhưng mà như này nè, bạn phải bình tâm lại một chút xíu, bởi vì bạn nhận được một cái lá bài là hiệp sĩ xu ấy. Bạn thấy xung quanh nó có mấy cái đồng hồ không? Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Và cái người hiệp sĩ này, con ngựa nó chỉ đứng yên thôi. Thường á, ngựa nó phải phi hay là chạy đấy, nhưng mà con ngựa này nó ở yên thôi. Nó đang chờ đấy, nó đang chờ thời cơ, giống như là tụ bài số 2. Cái thời cơ của các bạn ấy sắp đến rồi. Sự thay đổi vượt ngoài mong đợi nó đã sắp xảy đến rồi. Và vì vậy trong khoảng thời gian này, mình nghĩ bạn cứ thoải mái, bạn tích cực lên thôi. Vì như năng lượng này mình thấy nhá, công việc cũng vậy, tình cảm cũng vậy, bè bạn, quan hệ xã hội cũng vậy. Thì với cái trường năng lượng này, bạn sắp sửa sẽ gặp được một cái người đồng nghiệp lành, một cái người quý nhân của bạn, hoặc là một cái người thương, một cái người yêu bạn.
Vì bao gồm sẽ có những bạn trong tụ bài số 2 đi tìm cái câu trả lời về chuyện tình cảm nữa. Thì bạn cứ yên tâm rằng là quá khứ, cái lá bài companion là cái người bạn, người song hành, người đồng hành của mình. Ở đây cái shadow là quá khứ rồi. Và cái light là cái ánh sáng ấy, nó đang chuẩn bị gọi là soi rọi vào cái tương lai sắp tới của tụ bài số 2. Và vì khi mình nói ánh sáng thì bạn nhận được hẳn là đây là một cái lá bài mặt trời này. Bạn thấy không? Mặt trời nó tỏa sáng ra. Bạn đang chuẩn bị rồi, cái hành trình sống của bạn đang được chuẩn bị, mặt trời soi sáng và sưởi ấm rồi. Đấy, kiểu vậy. Thậm chí như này nè, lá bài đại diện chọn tụ của bạn cũng vậy. Bạn thấy ở đây là cái mặt trăng hơi khuyết khuyết nha. Rồi, mặc dù cái cảm giác này mới cho, vì cái bóng tròn tròn cho mới có một cái cảm giác là trời chuẩn bị sáng nữa. Thành ra là đây là một cái lá bài mình có một cái cảm nhận là bạn, một thông điệp nhắc nhở của vũ trụ dành cho các bạn tụ bài số 2 ấy. Vừa qua cái shadow này này, bạn đã học hỏi được những gì. Và bây giờ hả, trong cái light, trong cái ánh sáng chuẩn bị lên này, thì cái con cú này nó đã truyền hết tất cả những cái sự thông thái và kiến thức đó cho cô bé này. Khi mà ngày mai mặt trời mọc, cô bé này sẽ bắt đầu cái hành trình mới của mình, giống như tụ bài số 2 vậy. Bạn sẽ bắt đầu những cái mối quan hệ mới, những cái nhân duyên mới, những cái cơ duyên mới, mà ở đó mình có một cái cảm giác rằng người ta sẽ gọi là hòa ái, hỗ trợ và kết hợp với các bạn rất chi là nhiều. Bạn sẽ gặp những cái người mà họ tốt bụng, họ dễ thương ấy, họ hòa ái, họ dễ thương, họ sẵn lòng, họ giúp đỡ, họ chia sẻ với các bạn. Còn đâu trong công việc họ sẽ hướng dẫn các bạn, họ sẽ định hướng cho các bạn, họ sẽ phụ giúp các bạn. Còn trong cái chuyện tình yêu thì đây là một cái khởi đầu mới, và bạn sẽ gặp một cái nhân duyên ấy mà nó có cái nhiệt huyết, cái đam mê và cái tình cảm yêu thương dành cho bạn rất chi là nhiều, hai người dành cho nhau rất chi là nhiều luôn, thì nó mới hợp lý lận. Đấy, thành ra là mình có một cái cảm giác là các bạn tụ bài số 2, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để bạn đón nhận cái sự thay đổi tích cực và sáng tỏ như ấm áp như cái ánh mặt trời này đi. Bạn sẽ gặp được một cái người đồng hành, một cái nhân duyên lành, một cái cơ duyên lành của các bạn phía trước đấy. Nhưng quan trọng hiện tại bây giờ, bạn còn nhớ 50 và 50 lúc nãy mới nói không? Quan trọng hiện tại bây giờ này, bạn sẽ phải gọi là, bạn phải lật kèo đi, hay là bạn phải kết thúc đi. Bây giờ mình sẽ lấy ba cái lá bài thông điệp quan trọng vũ trụ muốn các bạn tụ bài số 2 đón nhận ngay lúc này là gì nhé. Bạn nhận được một lá bài là support, friendship và tình bạn đấy, và một lá bài là partnership. Ba lá bài này đều nói đúng, xác nhận là về cái mối quan hệ cả. Đấy, cho nên khi vào đầu tụ 2 mình đã nói, mình có cái cảm giác cái trải bài ngày hôm nay nó nói về mối quan hệ. Và vì vậy, bạn cứ bám lấy cái mong cầu của mình. Nếu bạn đang đi muốn tìm câu trả lời về công việc làm của các bạn, mối quan hệ chuyên nghiệp của các bạn, thì đây là một cái khoảng thời gian bạn phải chủ động, là mình bảo bạn chủ động lật kèo đi, để bạn có thể chủ động bạn tiếp cận với người khác. Tại vì những cái người mà quá khứ, những cái người cũ thì nói làm chi nữa, những cái người mà khi mình chỉ lá bài này là shadow này, thành ra là bây giờ như mình có một cái cảm giác rằng là bạn hãy đi tìm những cái người mà họ thực sự là họ đồng điệu, họ cùng cái tầm với các bạn tụ bài số 1 ấy. Bạn tìm những cái người mà họ có cùng quan điểm làm việc với các bạn, và bạn cứ kết nối với những cái người đó, bạn sẵn lòng bạn chia sẻ, hay là bạn trình bày cái vấn đề của bạn với những cái người đó. Đâu có sao đâu. Tại vì bạn hình như support là hỗ trợ này, tình bạn này, partnership là cái mối quan hệ mà đối tác, cái mối quan hệ mà những cái người mà hợp tác với nhau. Thành ra là cả ba lá bài này, khi mà mình tìm thấy được cái người mà giống mình này, về quan điểm, về trình độ, về tầm này, mình và họ sẽ cùng nhau phối hợp để mà tạo ra được một cái team, một cái nhóm mà làm việc cho nó hiệu suất cao nhất. Còn nếu như mà trong chuyện tình cảm, thì với cái lá bài này đã đến lúc bạn phải tìm cái người mà nó tốt hơn, nó giống bạn rồi. Chỉ vậy thôi. Rồi còn nếu mà bè bạn, mối quan hệ ngoài xã hội, thì đấy cũng vậy, cũng với cái năng lượng này thôi. Bạn phải tìm, chọn bạn mà chơi đấy, người phải giống mình, ngang tầm với mình, cùng quan điểm,
cùng cái giá trị đạo đức thì mình mới chơi được với nhau. Tại vì bạn tụ bài số 2, đặc biệt dù cho là cái phương diện nào của cuộc sống, bạn chắc chắn là một cái người đã có cái bài học hú hồn nhớ đời về những cái mối quan hệ trong cuộc sống rồi, thì thành ra là hãy chủ động để mà xây dựng lại những cái mối quan hệ mà nó thực sự nó giúp cho cuộc sống của các bạn ý nghĩa hơn và nó an lạc vui vẻ hơn. Có lẽ mình sẽ dừng cái tụ bài số 2 lại đây. Mình mong là các bạn sẽ luôn luôn vui vẻ và gặp được rất chi là nhiều những cái quý nhân, những cái thiện nhân trong cuộc sống của các bạn, hành trình phía trước đấy. Mong phước lành luôn đến với cuộc sống của tụ bài số 2. Bye bye các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn tụ bài số 3. Đây là viên đá chọn tụ của các bạn đây này. Bạn nhận được một lá bài là 4 ly. Vậy thì mới có một cái cảm giác như này nè. Bạn thấy cái người, mới để gần bạn cảm quan, cái người trong cái lá bài này đang ngồi bó gối mà u sầu, có cái phần hơi u sầu. Ở sau nó có một cái con ngỗng hay con vịt đang gọi là đang che mưa đó. Nhưng mà người này tại sao lại không thấy nhỉ? Hẳn là có người đang muốn giúp đỡ mình, hẳn là đang có quý nhân, nhưng mà người này bận quá với những xúc cảm riêng nên không có thấy được. Đấy, cho nên chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với tụ bài số 3. Câu hỏi sẽ đặt ra, bạn có thấy được khi thay đổi xảy đến hay không? Bạn có nhận diện ra cái thay đổi mà vượt ngoài mong đợi đang xảy đến hay không? Đã đến lúc bạn cần phải giật mình, choàng tỉnh rồi, tụ bài số 3. Trước mắt là như vậy, mình sẽ để lá bài đại diện chọn tụ ở đó. Bây giờ chúng ta lấy thêm bài cho câu chuyện hiện rõ hơn nhé. Mình sẽ kết nối năng lượng với tất cả các bạn tụ 3. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang diễn ra, đang xảy đến với các bạn tụ 3. Canary. Mình quên mất cái tên là, hình như là chim vằn khuyên hay là vằn anh gì đó. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với các bạn tụ 3. Storyteller là người kể chuyện. Cậu bé gậy, cô bé gậy và bạn có 7 gậy. Chà, sao lại có 7 gậy ở đây à? Cho nó xoay cái gì nó hơi lệch. Rồi, thẳng. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với tụ 3. Mặt trời, hay chưa này? Tụ 2 có lá bài mặt trời y như vậy luôn, cho nên mình mới bảo là hay. Tám xu. Ẩn sĩ. Hiệp sĩ xu. Thay đổi vượt ngoài mong đợi nào đang xảy đến với tụ 3. Năm ly. Temperance là tiết độ. Và bạn có lá bài là 10 ly. Ái chà. Như thế này, cái thay đổi đầu tiên hết, cái lá bài đại diện chọn tụ mình nói một chút xíu đi hả. Lá bài đại diện chọn tụ mới có gọi là, mới có giống lên một hồi chuông cảnh báo cho các bạn rồi, là bạn cẩn thận vì bạn sẽ không nhận thấy được thay đổi nó đang xảy đến. Cho nên trước khi mà thay đổi vũ trụ an bài sắp xếp cho bạn thì bạn phải là người đầu tiên thay đổi. Bạn bắt được cái năng lượng này không à? Bạn phải làm khác đi, phản ứng khác đi, thái độ khác đi, hành vi và lời nói phải khác đi so với từ trước đến bây giờ, so với hiện tại, thì bạn mới gọi là nắm được, tiếp nhận được cái sự thay đổi nếu có đang xảy đến. Vậy thì mới nói một loạt những cái chữ khác đi, khác đi, khác đi nãy giờ. Có thể nó sẽ hơi đánh đố tụ bài số 3 một chút xíu, nhưng mà nó như thế này này. Bây giờ bạn phải hết sức là gọi là mình fresh cái mind, mình làm mới lại cái đầu óc mình, tỉnh một chút xíu để mà mình nói như này, để bạn hiểu cho đúng vấn đề. Cái sự khác đi này có nghĩa rằng là trong khoảng thời gian qua, chứ không phải vốn dĩ là bản chất của tụ bài số 3. Trong khoảng thời gian qua có nhiều những cái áp lực và sự việc nó đã xảy đến rồi, có nhiều những cái khó khăn, thử thách
đấu đá, gây gỗ, tranh cãi, vân vân, đủ hết kiểu. Vì đây là trải bài chung, mình sẽ liệt kê một loạt những cái tính từ đấy. Nó đã xảy ra rồi trong khoảng thời gian qua với cuộc sống của tụ bà số 3. Và vì vậy, tự nhiên một cách nó gọi là bản năng sinh tồn vô thức mà các bạn tụ bà số 3 đã gọi là co cụm lại bằng thủ thế. Bạn muốn hả, giống như là gồng mình lên để bạn chịu đựng, để bạn cố gắng, là bạn tìm một cái dũng khí còn sót lại, năng lượng còn sót lại trong lòng mình, để mà mình muốn khống chế tình hình, mình có thể bám trụ lại được. Đấy, vậy thì My vừa mới mô tả như vậy. Trong khoảng thời gian gần đây thì các bạn là như vậy. Còn bản chất vốn dĩ của tụ bài số 3 từ xưa đến bây giờ là như thế nào ấy, My không có nói đến, đúng không các bạn tụ bài số 3? Cho nên vậy thì cái việc mà bạn hiện tại bây giờ này, lá bài đại diện chọn tụ My cũng có nói, đây bạn ngồi giống như bạn có cái phần nó hơi u buồn bi thương, bởi vì bạn đang có quá nhiều những cái năng lượng mà nó thấp, bạn đang có rất là nhiều những cái nỗi buồn, nỗi lo và sự tiêu cực, cho nên bạn mới ngồi bó gối mà cúi đầu nhắm mắt như này, tụ bài số 3 đấy. Vậy thì cái chữ khác đi mà vừa nãy My nói là bạn phải làm khác đi những gì bạn đã đang cư xử trong khoảng thời gian gần đây, để nó quay trở lại là bản chất thật, vốn có, vốn dĩ của các bạn tụ bài số 3 từ xưa đến bây giờ. Đấy, mình mong là bạn hiểu cái ý mà My đang cố gắng để diễn giải, đúng không ạ? Tại vì sao? My có cái cảm giác là cái hoàn cảnh thực tại bây giờ ngoài đời của tụ bài số 3, dù phương diện nào đi trong cuộc sống đi chăng nữa, bạn đã đang rất là tập trung cao độ, bạn muốn đạt được cái mục tiêu cuối cùng của mình. Và vì vậy nó có cái phần hình như là hơi vượt quá sức của các bạn, bởi vì mọi việc nó không diễn ra theo như cái tiến độ, theo như cái thời gian, theo như cái hạn định ấy, mà các bạn mong muốn. Hoặc nói một cách đơn giản hơn nữa, bạn cứ có cái cảm giác rằng là hình như là bạn cố bao nhiêu nó cũng không có được bấy nhiêu, bạn không thấy được cái gì cả, cho nên bạn lại càng cố nữa. Thì bạn cứ như vậy dần dần bạn đang vô thức, bạn gây cái gọi là cái tổn thương lên thân thể và tâm lý của chính mình. Giống như bạn nhìn cái lá bài này nè, cái người công chúa trong lá bài này đang cố gắng tháo những cái kẽm gai này ra để cứu anh trai của cô ấy. Tuy nhiên cô ấy cố gắng đến mức độ mà mắt tuôn trào ra cả dòng lệ và chân bị dẫm hết cả vào hai tay hai chân rồi, nhưng cô ấy vẫn cố gắng, bởi vì cô ấy có một cái mục tiêu lớn hơn trong lòng. Thì My hiểu rằng là tụ bài số 3 có thể các bạn cũng là như vậy, nhưng mà cái việc mà gọi là cố đến mức độ mà tổn hại đến bản thân của mình như thế này thì là mình phải cảnh tỉnh lại một chút xíu. Bạn vẫn cứ hãy làm cái việc mà bạn muốn, bạn vẫn cứ nhắm đến cái mục tiêu của bạn muốn, vì đấy là cái việc của bạn. Thành ra là My người ngoài cũng không có quyền và cũng không nên nói gì cả. My cũng có biết rõ đâu, nhưng mà mình bắt cái năng lượng này nè, bạn cứ đi cái con đường bạn đang đi, làm cái việc bạn đang muốn. Tuy nhiên quay trở lại, bạn còn nhớ cái cụm từ My nói khác đi, có nghĩa là bạn phải hành vi khác đi, thái độ khác đi, lời nói khác đi, cảm xúc khác đi so với hiện tại khoảng thời gian gần đây, để quay trở lại bản chất thật của bạn từ xưa đến bây giờ. Đấy, bạn vẫn còn nhớ cái cụm từ đó, My buộc phải lặp lại. Đấy, sorry nếu như bạn cảm thấy là nó bị lặp lại, thì My đang cố ý như vậy để bạn nhớ. Mà khi mà bạn làm khác đi thì ở đây nó có hai cái lá bài này: Sing Your Old Song và Storyteller. Là có một cái cảm giác hai lá bài này đang nói rằng là các bạn tụ bài số 3, bạn đã đánh mất bản thân của mình rồi. Đây là khoảng thời gian bạn là như thế nào thì bạn cứ bộc lộ ra như thế đó. Không nhất thiết là bạn phải gò ép bản thân của bạn quá vì một cái điều gì đó, rồi bạn phải cam tâm chịu đựng, rồi bạn sẽ phải giống như bạn gồng mình lên để bạn kiểm soát cái này, kiểm soát cái kia. Bây giờ bạn bình tĩnh lại, bạn cân bằng lại một chút xíu được không? Để bạn có thể gọi là bạn phá vỡ cái trường năng lượng mà nó không phù hợp, nó đang bao vây lấy bạn chứ. Bạn cần phải có cái giao tiếp kết nối với mọi người xung quanh nhiều hơn, thay vì là cứ ngồi u uất như thế này. Đúng, không phải là người, nhưng nó cũng là một cái loài động vật
À, mà nó đang giúp mình cơ mà, sao mình không có một cái tương tác nào để thể hiện cái sự tích cực và thậm chí là lòng biết ơn với nó cả. Kiểu giống như là bạn đang thiếu một cái liên lạc tối thiểu đấy, bạn cần phải kết nối với mọi người, bạn hãy gọi là bạn phá vỡ tất cả những cái trạng thái hiện tại đi, nó sẽ tốt hơn cho bạn, vì bởi vì mới cảm giác cái tụ bài số 3 bạn sắp sửa không chịu đựng được nổi nữa rồi. À, vậy thì khi mà chỉ cần bạn phá vỡ cái trạng thái hiện tại đi, bạn sẽ bắt được cái ánh nắng này nè. Đấy, ngay khi mà bạn nhận ra cái sự trợ giúp của cái con này, con ngỗng hay là con vịt này này, thì bạn hãy thể hiện bất kỳ cái năng lượng nào mà xứng đáng và phù hợp mà nó được nhận ấy. Có thể rằng là bạn sẽ thấy rằng là khung cảnh thời tiết này không phải là ông trời ông tạo nên đâu, mà biết đâu bạn tự tạo nên đấy. À, và tự nhiên lúc đó cơn mưa nó tạnh đi, bạn sẽ nhận được cái ánh mặt trời của lá bài này. Vậy thì để nói với tụ bài số 3 là bạn sắp tới có một cái thay đổi vượt ngoài mong đợi nào xảy đến với các bạn hay không á, thì đây không phải là một cái năng lượng mạnh mẽ đến mức độ như vậy để gọi là thay đổi vượt ngoài mong đợi. Nhưng mà tùy do các bạn đón nhận cái góc độ nhìn nhận của các bạn tụ bài số 3 thôi. Nếu như mà bản thân các bạn mà có một cái bước chuyển ngoạn mục như vậy, để bạn vẫn cứ tiếp tục hành trình của mình mà giống như gọi là lột xác thành người khác, hoặc gọi là bình thì cũ mà rượu thì mới, và bạn đã thay đổi để tốt đẹp hơn, thì đó cũng có thể được xem là một cái sự vượt ngoài mong đợi đấy. Mà thay đổi này là do thay đổi của bản thân các bạn, chứ không có phải là sự kiện nào cụ thể, hay là sự việc, hay là một cái món quà, hay một cái phước lành nào cả. Mà phước lành này là của cá nhân các bạn. Các bạn kiểu giống như là hoàn thiện mình hơn thôi. Với cả là bạn tìm lại được chính mình nữa. À, tìm lại được chính mình mà ở một cái phiên bản mới, nó gọi là nó hoàn thiện hơn. Đấy, kiểu là như vậy. Đối với tụ bài số 3, My sẽ lấy 3 lá bài. Thông điệp quan trọng vũ trụ muốn các bạn tụ bài số 3 đón nhận bây giờ là gì nhé? Strength, sức mạnh. Bạn thấy hay chưa? Bạn tìm lại được sức mạnh của bạn rồi đấy. Trust, sự tin tưởng. Bạn tìm lại được cái sự tự tin của bạn. Healer, bạn đã hoàn tất được cái hành trình mà của cá nhân của bạn, thay vì là bạn thấy đó, bạn không có còn ngồi u uất như cái người trong lá bài này nữa, mà bạn đã hoàn tất xong cái giai đoạn bi thương này, healer đã chữa lành xong rồi, bạn không còn bị cái năng lượng vết thương, bạn cũng lành về thân thể, về nội tâm, những cái vết thương này bạn đều đã chữa lành được đấy. Vậy thì đây mình cũng có thể xem là một cái sự thay đổi vượt ngoài mong đợi mà ngoạn mục dành cho tụ bài số số 3 đấy. Tùy bạn đón nhận thôi, còn Mimi sẽ đón nhận theo góc độ là như vậy. Và bạn không còn phải chịu đựng nữa, bạn không còn phải gồng gánh đối diện với quá nhiều những cái thử thách nữa, và bạn sẽ gọi là bạn vẫn cứ thong dong cái hành trình phía trước của mình, bởi vì bạn đã quay trở lại là chính mình, bạn không còn để những cái áp lực vô hình, và bạn không để bản thân của mình phải gồng gánh tất cả những cái điều mà nó không phù hợp với các bạn nữa, để bạn tìm lại được ánh mặt trời cho riêng mình. Bạn sẽ kể một câu chuyện mới, storyteller, bạn kể một câu chuyện mới về bản thân của bạn bằng chính cái giọng nói của bạn, bằng chính câu chuyện cuộc đời, hay câu chuyện tình yêu, hay câu chuyện công việc của bạn, câu chuyện thành công trong công việc của các bạn. Đúng giống như cái con chim này, nó đeo cái vương miện, nó hót líu lo rồi, và bạn không có cái gì mà còn phải lo sợ hay lo ngại gì nữa, vì đây mà bạn đã cái trust này. Bạn giống như con ngựa trong lá bài này, bạn đã mọc thêm đôi cánh rồi, bạn không những chạy mà bạn còn bay được nữa đấy. Bạn thấy hay không? Cho nên tất cả những cái gì nó xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua chỉ để giúp các bạn tụ bài số 3 tìm lại sức mạnh của chính mình mà thôi. Thật sự quá tuyệt vời. Ừ. Lá bài này là một cái lá bài cảnh tỉnh tụ bài số 3 đấy. Đến đây có lẽ là mình sẽ dừng lại. Mong chúc mọi điều sẽ nhanh chóng thuận lợi hơn, vui vẻ hơn, và phước lành sẽ đến với cuộc sống hay công việc hay bất kể phương diện nào của các bạn tụ bài số 3. Bye bye các bạn nhé. Mình dừng ở đây.